Hello, xin chào cô bác anh chị em. Lời nói đầu tiên thì tiệm máy Tư Hòa Hảo xin chúc cô bác anh chị em nhiều sức khỏe và cảm ơn cô bác anh chị em thời gian qua đã đăng ký kênh của Tư Hòa Hảo và ủng hộ mua máy tiệm máy Tư Hòa Hảo. Và buổi sáng hôm nay mình xin quay cái con động cơ 4T86. Đó. Con này thì cũng rất là đẹp, nhưng mà nó cũng có bị nước sơn lồi lõm dài ba chỗ nha các anh chị em. Đường ống này thì nó thiếu, mình về mình để vô, ốc dầu này thì mới dặn vô ha. Còn bơm dầu tất cả nó đều nguyên bản, mình không có thay đổi thêm gì. Đó. Mình có thêm là cái cục demo. Xong rồi mình có quay mấy cái máy đó, có nhiều anh em nói sao mà không có demo sạc. Cho nên gây mình gắn cái cục demo sạc của cua ta vô. Mình chế các anh chị em. Mình chế cái bát này, bát bộ lon dài chút xíu, chế bát này vô đây. Ở đây thì nó có lỗ sẵn các anh chị em. Bắt cái bát vô đây là rồi. Thì dư ro nó cũng tương đối thẳng. Đó. Thì mới gắn cánh quạt vô luôn. Anh em cô bác nào về mà có xài thì xài liền luôn, khỏi cần phải chế biến gì thêm. 40NV TNV86. Bô này lúc trước quay trước nha các anh em, mà do nên nó đụng cái demo này mình sẽ quay lại sau cho nó không có đụng cái demo nha các anh em. Đó. Nó chế rất là đẹp, còn rất là mới, ốc tán cũng vậy nha. Thì máy này mình xin thưa đến cô bác anh chị em là mình bán là mình sẽ bao anh em ở tăng đa chưa gớt nắp của anh chị em, không đổ hơi. Như anh em cô bác nào mà ở xa thì mình sẽ chụp hình cụ thể gửi cho cô bác anh chị em xem. Đó. Thì máy này mình giá của nó là nó tầm hai mấy triệu của anh chị em, nó chưa được 30 triệu. Thì anh em nào cô bác nào có cần sử dụng thì ủng hộ mua giúp cho mình nha. Mình tên Tài, chủ cửa hàng, chủ tiệm máy. Mình 49 tuổi. Số điện thoại của mình là 0907 477 444. Mình ở huyện Tân Hưng nha, chợ Tân Hưng, tỉnh Long An. Thì những video vừa qua thì có nhiều anh em không hài lòng mà một vấn đề gì đó thì có thể điện thoại trực tiếp với mình, chứ có đôi khi mình bình luận trên cái trang bình luận thì nó cũng không có giải quyết được gì. Có đôi khi nó làm ảnh hưởng đến kinh tế của tụi máy mình cũng tội nghiệp mình nha. Thực sự ra là mình không có lừa đảo, không có gạt ai hết. Dù anh em nào có thắc mắc gì đó, điện thoại trực tiếp thẳng, có thể ghi âm những cái lời mà anh em nào đó điện thoại, có thể là ghi âm gửi, có thể phát tán lên mạng cũng được cho người khác biết. Ví dụ như là mình sai cái điểm nào mình sẽ xin lỗi trước cộng đồng luôn. Thực sự ra là mình không có lừa đảo ai hết. Mình biết sao mình nói vậy, mua sao mình bán vậy đó. Còn anh em nào mà thời gian qua đã mua máy của mình mà nếu có bị trục trặc gì đó thì cái việc là điện gọi thẳng chi tiết cho mình, có thể là hư hỏng gì nhẹ gì đó mình sẽ hỗ trợ quán chị em. Chứ thật sự ra mình bán máy cho quán chị em thì mình cũng rất là vui và hạnh phúc, nhưng mà mình cũng mong muốn cho quán chị em xài rất là tốt, chứ không ai mà muốn anh em xài không được. Rồi mình đề máy cho anh em cô bác nha. Để máy cũ quá anh chị em, ngoài sân, ngoài vỉa hè, cho nên trong cái tiệm máy đổ để máy mới với mình đó, mình đề cái nổ lớn quá, cái đôi khi mấy cô bác anh em ở kế bên đó mình tội nghiệp người ta,
mình làm ăn lâu dài của anh chị em cũng 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 mình cũng khi ta không nói gì, nhưng mà mình cũng cũng thấy ngại, cho nên mình cứ đem ra ngoài lề này, mình cứ đem ra ngoài lề đường này mình quay đại đi, chắc mình không có vấn đề gì đâu. Cho nên thôi thì mình thôi tạm thời mình quay đỡ đi, chứ cũng không vấn đề. Chứ quay trong nhà khi mình nạp ga không có được thoải mái đó, nó đôi khi cũng nghe nó không có đã, nói chung là cái dùng từ đó nó cũng hay, nhưng mà mình nghe nó không có đã. Nhưng ra đây con đề cái nữa đi, đang nghỉ con đó. Ga nó chạy rất là ok, rất là hung, khói ga lớn lớn này con. Tám sáu thì cái tự động nó nhỏ quá thì nó hơi hẹn đó các bác chị em. Có xài qua dòng máy này cũng biết ha. Máy này thì mình bán 20 mấy triệu nha các bác chị em. Dạ 20 mấy triệu. Anh em nào có nhu cầu mua thì giúp mình. Và dạ, mình cũng rất mang ơn anh em đã đăng ký kênh và xem kênh của mình. Thì nếu mà cô bác anh chị em thấy kênh của mình thật, kênh của mình hay, kênh của mình tốt đàng hoàng thì nhớ chia sẻ và like và đăng ký ủng hộ giùm mình nha. Mình rất là mang ơn. Chúc cô bác anh em sức khỏe, dồi dào, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn trong những việc làm ăn. Và mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác anh em video tiếp theo.